Đọc tiếp Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 10, câu 1 đến câu 42. Rồi Đức Giê-xu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philippê và ông Bartolomeo. Ông Tôma và ông Matthêu, người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông Anphê, và ông Ta-đê-ô. Ông Simon thuộc nhóm quá khích, và ông Giu-đa Iscariot, chính là kẻ nộp người. Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em, đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường, hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em, hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em, đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng sắm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Còn nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Này, thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy, anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của Chúa Cha nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì Con Người đã đến. Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi.
chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu, phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em, thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Anh em đừng tưởng thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, thầy đến để gây chia rẽ giữa người ta với cha mình, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người